HCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Số 20 Đồ Quý, số 21 Bùi Vĩ Hào, số 24 Phạm Văn Đông Điền thủ môn, số 33 Cao Hoàng Trường Long. Cầu thủ số 19 Trần Danh Trung vừa ghi bàn mở tỷ số cho đội Viettel. Viettel 1 Bình Dương 0. Cầu thủ số 48 Nguyễn. Ghi bàn cho câu lạc bộ Bình Dương. Bình Dương 1, Viettel 2. Cầu thủ số 11 Quốc Văn Khang vừa ghi bàn cho câu lạc bộ Viettel. Cầu thủ số 19 Vũ Đức Duy của câu lạc bộ Bình Dương vừa ghi bàn rút ngắn tỷ số. Chị bảo Dương ấy lên, nó chỉnh lên. Wow.
Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.